Quý vị và các bạn, nhân dịp xuân Nhâm Thìn, vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến chúc Tết Văn phòng Quốc hội. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những thành quả công tác của cán bộ công chức Văn phòng Quốc hội trong năm qua. Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Ban công tác đại biểu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ đạo triển khai các công việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 13 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, đặc biệt là công tác phục vụ các kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, năm 2012, Quốc hội phải hoàn thành khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Vì vậy, Văn phòng Quốc hội cần làm tốt chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp, phục vụ có hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Chúc Tết các cán bộ công chức Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng với truyền thống kinh nghiệm công tác của mình, tập thể cán bộ Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mặt công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.